trải nghiệm cái cung đường F1 tại Hà Nội. Nó như thế, nó như thế, chuẩn chất lượng vậy. Xin chào tất cả mọi người. Covid, Covid chán quá nhỉ. Hôm nay lôi em Ferrari ra đường chạy cho nó sướng. Tại sao lại lôi Ferrari ra đường ngày hôm nay? Bởi vì là Covid cho nên là đường rất là vắng, vắng tanh như chùa Bà Đanh luôn. Cho nên là chạy xe thể thao nó mới sướng. Đây là chiếc 488 mui trần của Sơn Tùng Auto mà tôi đã từng giới thiệu đến các bạn lâu lâu rồi. Hôm nay thì nó đã có thay đổi một chút ít. Cũng khá quen thuộc chiếc mui trần. Hôm nay tiếc quá lại mưa. Được hôm đi chơi xe mui trần thì lại mưa, phí quá. Hy vọng là lát nữa tạnh thì tôi sẽ mở mui ra chạy cho nó thích. Nhưng mà khả năng này khó, trời này chắc phải mưa cả ngày mất. Tôi đang đi đâu? Đố các bạn biết. Tôi không phải ngày hôm nay tự nhiên tôi lấy xe thể thao ra tôi chạy đâu. Hôm nay đường vắng. Tôi muốn lôi xe thể thao ra đường đua F1, chạy thử xem là cái đoạn đường đua F1 Việt Nam làm nó như thế nào rồi. Chỉ có một đoạn mà người dân thường được chạy thôi, còn cái đoạn ở bên trong thì đã khu biệt lại rồi. Nhưng một đoạn thôi là cũng vui rồi. Ra đấy chạy thử xem như thế nào, xem Ferrari xe đua chạy trong đấy như nào. Xe thể thao chứ, đây không phải xe đua, chỉ có tính năng race là tính năng đua thôi, nhưng mà nó vẫn là một chiếc xe thể thao đường phố. Đấy, đi hôm nay đường vắng đi sướng quá, đã đời thật. Rồi dừng đèn xanh đèn đỏ cho nó cẩn thận. Tôi thì đã chạy ở trong trường đua tương đối nhiều rồi. Tôi đã có cơ hội lần đầu tiên chạy trong trường đua là chạy với chiếc Audi R8 RX tại trường đua ở Dubai. Tốc độ đâu đó tôi đã đạt được hôm đó là cũng phải gần 250 km/h chạy theo đoàn, cũng rất khủng khiếp. R8 mà bật chế độ khủng khiếp đua của nó lên thì chạy hay lắm. Tiếp theo tôi đã từng chạy chiếc Aventador S, một chiếc xe có thể nói là siêu khủng khiếp, chạy tại trường đua Sepang, Malaysia. Đấy cũng là một cái trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ với tôi. Ngoài ra thì còn một vài lần nữa chạy trong trường đua, nhưng thôi không kể, các bạn tìm lại video thì các bạn sẽ thấy. Thì hai cái trường hợp vừa rồi, hai cái kỷ niệm vừa rồi với trường đua của tôi thì là hai kỷ niệm đáng nhớ nhất. Aventador là đáng nhớ nhất, Aventador S chạy cực kỳ khủng khiếp. Khi vào trong trường đua thì nó bị ngợp. Nó ngợp ở cái chỗ là nhìn nó rộng mênh mông, cái cảm giác nó vẫn chậm. Nhưng mà khi mà liếc mắt xuống đến công tơ mét thì thôi giật mình luôn. Và đến gần cái khúc cua ấy mới thấy là giật mình một cách nghiêm trọng. Mà những người kiểu như mình ấy, không có kinh nghiệm chạy trong trường đua thì không biết lúc nào là phải phanh, lúc nào là phải vào ga các thứ. Thì bao giờ cũng thế, là mình có huấn luyện viên chạy trước, chạy trước một đoạn khá xa và có bộ đàm nói là anh chuẩn bị phanh nhá, đến cái cột này là anh phanh nhá, rồi đến cái cột này là anh tăng tốc nhá các thứ, thì mới biết được. Phải có vài vòng như thế xong bắt đầu mình mới là được thả ra, huấn luyện viên sẽ đi rất xa để mình tự chạy. Thì đấy là cái bước ban đầu để chạy trong trường đua, rất hay chứ không phải tự nhiên mà cứ lên xe xong rồi xe thể thao rồi siêu mạnh mà phi vào trường đua là bạn cứ hết ga hết số được đâu. Khó lắm, lúc vào đấy là rất lung túng luôn, rất lung túng luôn, bởi vì nó quá nhanh. Rồi lẫy chuyển số các thứ cứ gầy là lúc đấy là rất là mơ hồ. Tôi nghĩ phải ít nhất là 1-2 hôm may ra mới gọi là quen, tôi nói quen thôi nhá. Còn để mà thành thạo chắc cũng phải thời gian dài. Đó, đây rồi, chúng ta chuẩn bị ra đến đoạn đường đua rồi. Thử xem nha. Tôi đang bật chế độ wet. Tại sao lại như vậy? Vì trời hôm nay mưa. Mình sẽ để chế độ ẩm ướt thôi cho nó cẩn thận, chứ bây giờ mà mình để race vào đây là nhồng ngay. Nào. Bình tĩnh.
Đấy, đấy là tôi để chế độ auto đấy. Và chế độ chạy là wet, vào số là auto. Nó đã khủng khiếp đến như thế nào rồi đây. Cái đường này ấy, nó cực kỳ mịn. Độ ma sát lớn nhưng mà vô cùng mịn. Chạy sướng lắm. Tiêu chuẩn F1 này là tiêu chuẩn quốc tế luôn. Cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, một người đã từng chạy ở trong trường đua F1 cho biết nha, chứ không phải là tôi đã đi trường đua F1 rất nhiều rồi. Ở châu Á tôi đi rất nhiều rồi, châu Úc tôi cũng đi rồi, châu Âu tôi cũng đi rồi. Cho nên là các bạn đừng nói là tôi ngồi tôi chém gió nhá. Tôi đã từng làm rất nhiều những cái giải đua và đã từng đi ra đi bộ ra mặt đường sờ các ngõ ngách của các cái trường đua xịn sò nhất rồi. Cho nên là các bạn đừng có nói là tôi không có kinh nghiệm. Tôi rất có kinh nghiệm về cảm nhận những cái con đường mà tôi đã đi qua đấy. Thì ngày hôm nay trải nghiệm cái cung đường F1 tại Hà Nội. Nó như thế, chuẩn chất lượng đấy. Tí thì văng. Wow. Thôi. Bình tĩnh thôi. Uầy. Thế mới biết là những cái tay đua F1 mà mình xem ấy, có những trận mà nó cũng đường ướt ấy. Khủng khiếp như thế nào nhỉ? Mình mới chỉ chạy một con xe thể thao cũng thuộc dạng là không phải là thánh gì. Tất nhiên là cũng khủng khiếp. Mà đã thấy là nó văng rồi. Cái tầm cỡ trình độ của mình thì mình không thể kiểm soát được, cho nên là mình nên cẩn thận thì hợp lý hơn. Chứ bây giờ mà chạy nhồng quá là rất rách việc. Nhưng mà cái trường đua F1 này, chuyến này bị Covid cho nên là phải hoãn, phí quá. Phí ơi là phí, mấy anh em làm xe tiếc ơi là tiếc. Không được, đây các bạn nhìn được nhé. Đó, đường F1 nha. Tôi sẽ vào tôi chạy nhanh một tí. Đó. Đó, thôi chậm lại vì đường đang mưa. Và cũng không phải là quá vắng. Nếu mà một mình tôi chạy thì có lẽ là tôi cũng thử nhồng một phát xem nó như thế nào đấy. Nhưng đang đông quá cho nên là thôi. Bây giờ mà hết ga ở đây là mệt ngay. Chất lượng không? Đường đua F1 nhìn sướng nhá. Nhìn ở đường phố nó mới sướng. Tôi cũng đã có dịp sang Singapore đúng cái đợt thời gian đua F1. Và họ rào đường các thứ. Đường bên Singapore đẹp lắm, đường cực kỳ chất lượng luôn. Cái khách sạn mà tôi ở thì có thể nhìn xuống để xem được cái xe F1 chạy. Phê thật là phê. Ồ. Cũng phải trải nghiệm khá nhanh. Ui, đường F1 chuẩn thật. Đi cảm giác như là đi trên đường ray. Đấy. Đường Việt Nam mà đường nào cũng gọi là phẳng đứng như thế này thì có phải sướng không? Bây giờ các bạn cứ đi qua một vài con phố, ví dụ như là phố Thụy Khuê này, hay là vài con phố cổ ấy. Như là kiểu bom B-52 ném xuống ấy, như thời chiến tranh ấy. Nó ổ gà, ổ trâu rồi nó cứ gập ghềnh rồi vết lồi, vết lõm. Kinh khủng mà ngay giữa thủ đô Hà Nội. Không hiểu tại sao mà cái cơ quan chức năng không giải quyết cái vấn đề đấy đi. Ngay giữa thủ đô, nghìn năm văn hiến, những cái con phố quá đẹp mà để cái đường như kiểu bị đánh bom B-52 ấy, phí thật. Thì cái đường đua F1 này nó phẳng ly luôn. Thế này nó mới sướng như đã đời thật. Đấy, hôm nay lôi mui trần đã trải nghiệm với đường đua F1. Mỗi tội là không được mở mui ra thôi, tiếc quá. Hơi phí một tí nhỉ. Không sao. Rồi, ai mà muốn mua chiếc Ferrari này thì có thể đến với Sơn Tùng Auto. Liên hệ với chị Huệ, số điện thoại ở dưới.
Giá thì cũng thơm tho lắm, không đắt một chút nào đâu. Vì đây là một chiếc xe mà rất đặc biệt, rất đặc biệt. Còn đặc biệt thế nào thì mời liên hệ với chị Huệ. Bây giờ các bạn muốn xem qua phần ngoại thất của nó xem như thế nào không? Nó đã thay đổi một chút rồi, tôi sẽ dừng lại và giới thiệu cho các bạn một chút. À quên thôi, tiện thể mình đang ngồi trên xe thì mình giới thiệu qua luôn. Cái xe này là tôi đã từng giới thiệu với các bạn rồi nhá. Nó là chiếc xe màu xanh. Màu xanh xanh dương đấy, không hẳn là xanh dương, nhạt nhạt hơn một tí, gọi là xanh gì nhỉ? Xanh xanh blue, xanh da trời, sky blue gì đó. Ở trong nội thất thì nó lại là màu xanh sẫm. Nếu mà camera các bạn nhìn thì rất có thể nó sẽ là màu đen. Nhưng mà đây, nó là một màu xanh tím than kết hợp với ốp hầu hết là carbon, tất cả đều là carbon hết. Đấy. Con xe này thì còn tương đối là mới, khá là tinh tươm. Tất cả mọi thứ đều hoạt động vẫn rất là trơn tru và mạnh mẽ. Xe thì 488 thì có lẽ các bạn biết nhiều rồi, tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi. Phiên bản Spider, đây các bạn nhìn vào cái logo Spider. Đó, 488 Spider, ở dưới thì còn có một cái màn hình hiển thị vòng tua và tốc độ giống với chiếc F12. À đấy, nhắc F12 mới nhớ là tôi chưa có cơ hội giới thiệu trải nghiệm chiếc F12, làm cái video giới thiệu đến các bạn. Tôi nghĩ là trong tháng này hoặc cùng lắm là tháng sau tôi sẽ làm một cái video chi tiết về F12 để giới thiệu đến các anh em mê xe thể thao, được không ạ? Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi nhé, bấm thêm vào nút chuông để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì mình ra ngoài để mình giới thiệu một vòng cái xe này nó có gì thay đổi mà hôm nay tôi lại mượn tôi chạy vài vòng nhé. Ôi, đó là chiếc Ferrari của tôi ngày hôm nay. Ui, xin lỗi các bạn nhé, tôi đang hơi kẹt cái dây mic một tí. Rồi, Ferrari của tôi đây. Đây là chiếc xe mui trần nhưng hôm nay mưa quá cho nên là không mở. Thì các bạn đã biết là cái xe này nó khác cái gì chưa? Nó đã được wrap lại, có nghĩa là dán decal lại với một cái màu xanh lá cây sẫm, hay gọi là xanh rêu cũng được, nhìn khá là ấn tượng. Đây, những cái chi tiết này các bạn nhìn đây này, ghép nối các thứ đường cong này, nhìn rất tỉ mỉ nhá, nhìn như là sơn luôn đó. Cho nên là ngày hôm nay tôi bất ngờ quá, tôi phải giới thiệu cho các bạn đấy. Cái vết ghép nối, những cái chỗ cong này là cái chỗ mà rất dễ nhận ra là bị dán, hay là nếu mà dán không cẩn thận ấy thì nó sẽ không được đẹp. Nhưng mà chiếc xe này dán cực kỳ tinh tươm luôn. Rồi chúng ta đi một vòng xem nhé. Thế thôi, còn chiếc Ferrari này thì nó chính là chiếc Ferrari mà tôi đã giới thiệu đến các bạn, chiếc màu xanh ấy. Đẹp chưa? Chất lượng chưa? Phanh ceramic carbon luôn nhá. Phanh này mới chất chứ. Thấy. Tiếc quá hôm nay mưa quá không mở mui chạy ngoài đường cho nó chất. Thôi đi vòng thế thôi nhỉ. Thôi, anh em thấy chiếc xe này ổn không? Comment ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Tôi đi đây. Chìa khóa đẹp chưa này, cho xem lại chìa khóa này. Một trong những chiếc chìa khóa đẹp nhất thế giới phải không ạ?